Thằng con này, thằng con này vẫn là hãng một người diễn viên Vâng ạ, xin giới thiệu với các anh chị thì hiện nay đoàn chúng ta đang dừng chân ở đây tham quan. Thì ở đây chính là di tích Lán Nà Nưa. Căn Lán Nà Nưa đây cũng chính là nơi mà bác Hồ Kính Yêu của chúng ta đã ở và làm việc tại đây với tổng thời gian là 92 ngày đêm ạ. Bác Hồ đây là từ cuối tháng 5 cho đến cuối tháng 8 năm 1945 để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc tổng thể nghĩa cách mạng Tam Trào. Như các anh chị đã biết rằng trước khi mà Bác Hồ về ở và làm việc tại Tân Trào của Tuyên Quang thì Bác Hồ đã có một khoảng thời gian hoạt động cách mạng khá dài tại Cao Bằng ạ. Từ khi mà Bác Hồ trở về nước vào năm 1941. Nhưng mà thời gian Bác Hồ ở và làm việc tại Cao Bằng thì Bác đã có một nhận định về chiến lược rằng Cao Bằng là một địa bàn chiến lược, nhân dân có truyền thống cách mạng, giao thiệp với nước ngoài thuận lợi, nhưng lại xa vùng đồng bằng quá, cho nên phải mở con đường nam tiến về phía Thái Nguyên hoặc Tuyên Quang. Và hôm nay thì các anh chị về với khu di tích Tân Trào, đây mình có thể quan sát thấy khu căn cứ địa Tân Trào đây là một vùng đất mà đã đáp ứng được tất cả yêu cầu của Bác Hồ đề ra về phong thủy cũng như chiến lược quân sự, là vùng đất mà tiến có thể đánh, lui có thể giữ, có núi trắng sông ngăn rất hiểm trở. Và đặc biệt phong trào cách mạng ở đây cũng phát triển rất là sớm từ những năm 1940, thì đó chính là tiền đề cơ sở vững chắc để Bác Hồ rời Bắc bỏ Cao Bằng và chọn Tân Trào của Tuyên Quang làm nơi ở và làm việc chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 ạ. Kính thưa các anh chị, vào ngày 4 tháng 5 năm 1945, Bác Hồ đã quyết định là rời Bắc bỏ Cao Bằng để về Tân Trào ạ. Chặng đường từ Cao Bằng về Tân Trào lúc bấy giờ Bác Hồ đã phải đi tất cả là 18 ngày đêm, băng rừng vượt suối, gian nan vất vả. Kể đến ngày 21 tháng 5 năm 1945, Bác Hồ đã đặt chân đến Tân Trào. Địa điểm đầu tiên vinh dự được đón Bác khi Bác về Tân Trào chính là ngôi đình Hồng Thái ạ. Các anh chị đang đứng ở đây khoảng 4 cây số. Sau đó buổi chiều cùng ngày, Bác Hồ cùng đoàn cán bộ đã rời đình Hồng Thái để vào làng Tân Lập, chính là những ngôi nhà sàn lúc đấy anh chị vừa đi qua đấy ạ. Ở và làm việc tại gia đình nhà cụ Nguyễn Tiến Sự. Ở nhà cụ Sự được khoảng một tuần để đảm bảo an toàn bí mật thì lúc bấy giờ đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ giới thiệu Bác là một cán bộ cách mạng thượng cấp. Hàng ngày thì Bác Hồ ăn mặc rất là giản dị trong chiếc áo tràm của người dân tộc Tày Nùng nơi đây, cho nên là bà con cũng không biết Bác là Bác Hồ ạ. Mà chị yêu mến Bác gọi Bác với một tên gọi rất là thân thương và gần gũi, đó là ông Thầy Cách Mạng hay ông Thầy Tân Trào. Tuy nhiên thì chỉ trong một thời gian ngắn nhất, ở các địa phương ở trong vùng có truyền miệng nhau rằng ở làng Tân Lập có một cụ già học rộng hiểu sâu, yêu bộ đội và thương dân rất nhiều, cho nên bà con ở các vùng lân cận đã tìm nhau đến để xem ông cụ già đó là ai. Chính vì vậy việc đảm bảo an toàn bí mật về thân thế của Bác phải được đặt lên hàng đầu. Với lại Bác cũng có nói rằng Bác ở với bà con địa phương sẽ làm phiền phức đến sinh hoạt của bà con, cho nên Bác yêu cầu các đồng chí cán bộ tại địa phương tìm cho Bác một địa điểm thuận lợi để Bác dựng lán. Và các đồng chí cán bộ tại địa phương đã đưa Bác đến rất là nhiều địa điểm, đến khu đồi Nà Nưa ở đây ạ, thì Bác Hồ mới đồng ý cho dựng lán và chuyển từ gia đình nhà cụ Nguyễn Tiến Sự lên lán Nà Nưa. Kính thưa các anh chị, sở dĩ mà Bác Hồ chọn địa điểm khu đồi Nà Nưa ở đây để dựng lán chỉ đạo cách mạng bởi vì địa điểm này là nơi mà đã đáp ứng được tất cả yêu cầu Bác Hồ đề ra lúc bấy giờ, đó là gần nước, gần dân, xa đường quốc lộ, thuận đường tiến và tiện đường thoái ạ. Gần nước gần dân nha anh chị, đi từ phía dưới lên có thể quan sát thấy rất là rõ. Lúc nãy đoàn mình vừa đi qua đó là hồ Nà Nưa. Nhưng mà thời điểm năm 1945 Bác Hồ ở và làm việc tại đây thì đó là dòng suối Khuôn Pén chảy qua. Còn là địa điểm các anh chị đang đứng ở đây là chân của dãy núi Hồng, nơi giáp danh giữa hai tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên. Từ đây mà muốn sang đến an toàn khu định hóa Thái Nguyên chỉ mất khoảng 3 cây số đường rừng ạ, là ta đã sang đến an toàn khu định hóa Thái Nguyên. Từ đó sẽ dễ dàng lên chợ đồ Bắc Cạn, đi Cao Bằng và thuận tiện ra nước ngoài được ạ. Các anh chị quan sát thấy cái căn lán Nà Nưa được dựng theo kiểu nhà sàn của người Tày ạ, và cũng có chia ra làm hai gian nhỏ. Gian ở phía bên trong đó là nơi Bác Hồ nghỉ ngơi ạ, còn gian ở phía bên ngoài đó là nơi Bác làm việc và tiếp khách. Còn có hai chiếc ống bươm mà dựng bên vách lán đây thì hàng ngày Bác Hồ sử dụng hai chiếc ống bươm đó đi bộ xuống dòng suối Khuôn Pén ở phía dưới để lấy nước phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của Bác. Còn đây chính là những phiến đá và những buổi chiều Bác Hồ thường đem chiếc máy chữ quen thuộc của mình, Bác đem ra đây để soạn thảo các cái văn bản chỉ thị, chủ trương, đường lối kế hoạch để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8. Cũng để giới thiệu với các anh chị thì thời điểm năm 1945 khi mà Bác Hồ ở và làm việc tại Lán Nà Nưa thì lúc bấy giờ Bác Hồ của chúng ta cũng đã 55 tuổi rồi. Bác ở đây lại vào năm 1945. Thì khi đó về cái đời sống vật chất của bà con địa phương ở trong vùng vô cùng cực khổ và thiếu thốn.
Như bữa hàng ngày của bác ở đây cũng rất là đạm bạc ạ, chỉ có măng rừng luộc lên để chấm với muối. Còn cơm thì lúc bấy giờ lấy cái lá chè xanh ạ, đun lên để làm canh. Và cộng với sự khắc nghiệt của núi sông Việt Bắc nơi đây, thời điểm bác hồ với cái lá là nưa, đó là thời điểm từ tháng 5 cho đến tháng 8 vào mùa mưa, cho nên muỗi và bắt sinh ra rất nhiều. Khi đó thì toàn bộ cánh rừng này, đó là rừng già, rừng nguyên sinh ạ, chứ không được bác quang đãng như bây giờ. Cho nên vào cuối tháng 7 năm 1945, tại cái lá là nưa, thì bác hồ của chúng ta đã bị ốm rất nặng ạ. Và lúc bác ốm nặng như vậy thì người mà cán bộ cận kề nhất với bác chỉ có Đại tướng Võ Nguyên Giáp ạ. Nhưng lúc đó bác Giáp lại không ở và làm việc tại lá Nà Nưa. Bác Giáp có ở và làm việc tại nhà ông Hoàng Trung Dân ở dưới làng Tân Lập. Mỗi buổi chiều bác Giáp có một nhiệm vụ là từ dưới làng để lên trên đây báo cáo tình hình chiến sự lại cho bác. Thì trong hồi ký của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có xúc động kể lại rằng vào một buổi chiều cuối tháng 7 năm 1945 như thường lệ, khi mà đồng chí lên đây để báo cáo công việc cho bác ấy, thì đồng chí không thấy bác làm việc được ở gian phía ngoài được nữa, mà đã tựa lưng ở vách nứa, gian ở phía bên trong. Lúc đó thì mắt của bác đã nhắm nghiền lại, áo thì ướt đẫm mồ hôi và toàn thân bác đang run lên bần bật vì cơn sốt. Và hình ảnh này thì đồng chí Võ Nguyên Giáp chưa thể ở bác bao giờ. Trước hoàn cảnh đó thì đồng chí Võ Nguyên Giáp đã ngỏ ý bác là xin phép bác được nghỉ lại với bác đêm hôm ấy. Đêm ấy thì đồng chí Võ Nguyên Giáp có kể lại rằng đồng chí đã phải chứng kiến cảnh bác sốt liên miên, lúc tỉnh lúc mê. Có một lần tỉnh lại sau một cơn sốt kéo dài, có lẽ bác nghĩ mình không qua khỏi nữa chăng, nên bác đã căn dặn đồng chí Võ Nguyên Giáp một câu nói mà sau này câu nói đó đã trở thành câu nói bất hủ của dân tộc Việt Nam ta. Đó là lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Thì ngay ngày sau, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã quyết định trở về viết thư tay hỏa tốc báo cáo tình sức khỏe của bác cho các đồng chí trung ương, đồng thời là đi tìm người để chữa bệnh cho bác. Và rất là may có một ông cụ lang người dân tộc thiểu số đã được mời lên đây để thăm khám bệnh cho bác. Sau khi mà bác bệnh xong ấy, cụ lang đó còn nói với Đại tướng Võ Nguyên Giáp rằng tình hình của ông cụ ké bây giờ yếu lắm rồi, 9 phần xấu chỉ có 1 phần tốt thôi, không biết bây giờ vào rừng có còn kịp lấy thuốc nữa không. Nhưng sau đó thì cụ lang vẫn đi sâu vào trong dãy đồ hồng này và đem về một thứ củ gì đó, đem về đốt cháy, tán nhỏ ra, hòa với cháo loãng rồi mời bác ăn. Thì sau một vài lần ăn cháo loãng của ông cụ lang đó, kết hợp với một số thứ thuốc của ta có lúc bấy giờ, như là thuốc cảm và thuốc ký ninh ạ, thì đến đầu tháng 8 năm 1945, cơn sốt của bác đã giảm dần và bác lại tiếp tục làm việc. Nhưng mà thưa với các anh chị, thì nói phần cụ lang ấy, sau này đất ta đã được hòa bình, bác Hồ cùng với các đồng chí trung đảng cũng có nhiều phương tiện thông tin đại chúng và cử người để đi tìm cụ lang đó. Nhưng mà rất tiếc cho đến thời điểm hiện tại bây giờ ạ, vẫn chưa biết cụ lang đó là ai và cái phương thuốc chữa cho bác khi bác Hồ ốm ở tại lá Nà Nưa đó là phương thuốc gì ạ. Đặc biệt kính thưa với các anh chị, thì ngay sau khi mà bác Hồ gượng dậy làm việc ấy, thì bác đã đưa ra một quyết định lịch sử, đó là cho triệu tập gấp hội nghị cán bộ toàn quốc của đảng. Chính như vậy mà các anh chị đang đứng ở đây khoảng 20 mét về trên núi ạ. Đây là nơi diễn ra hội nghị cán bộ toàn quốc của đảng từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 45. Và đây cũng chính là nơi phát lệnh tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 và là nơi cho ra đời bản quân lệnh số 1 ạ. Sau đó đến ngày 19 tháng 8 năm 45, khi mà thủ đô Hà Nội giành được chính quyền, phải sau đó 3 ngày, tức là ngày 22 tháng 8 năm 1945, thì bác Hồ mới quyết định là rời căn lán Nà Nưa để về số nhà 48 phố Hàng Ngang Hà Nội và chính thức cho ra đời bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Kính thưa các anh chị, thì khi mà bác Hồ rời lán Nà Nưa để về Hà Nội thì bác có yêu cầu các đồng chí cảnh vệ ở lại là gỡ bỏ toàn bộ căn lán này đi ạ, để đảm bảo an toàn cho bà con địa phương cũng như là để xóa dấu vết. Sau này đến năm 1972, khi mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp quay trở về thăm Tân Trào, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới cho phục dựng lại căn lán Nà Nưa, tức là căn lán này về vị trí kích thước hình dáng là giống căn lán cũ ạ. Còn nói về thời điểm năm 45 khi bác Hồ ở và làm việc tại đây thì hiện nay chỉ còn lại những phiến đá thôi ạ. Và với những tình cảm của bà con ở trong vùng dành cho bác nên là bà con có gọi căn lán Nà Nưa với một tên gọi rất là thân thương và gần gũi ạ, đó là phủ chủ tịch bằng tre nứa giữa núi rừng Tân Trào, hay chính là phủ chủ tịch đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Còn 79 bậc thang đá các anh chị vừa đi lên đó chính là tượng trưng cho 79 đời sinh của bác. Thì thưa các anh chị, nói về sự thành công của cách mạng tháng 8 và kể đến sự giúp đỡ rất là lớn của quân đồng minh. Chính vì vậy mà các anh chị đang đứng ở đây khoảng 60 mét về sau có lán đồng minh và lán điện đài. Đây chính là nơi ở và làm việc của quân đồng minh, tức là người Mỹ đấy. Khi đó thì có sang giúp đỡ mình về vũ khí thuốc men cũng như là trực tiếp lúc quân sự.
Còn ở phía dưới các anh chị vừa đi lên phía bên tay phải dưới chân núi có một cái lán nhỏ, thì đây chính là lán cảnh vệ, có nhiệm vụ là bảo vệ cho Bác Hồ vào thời điểm năm 45. Lán cảnh vệ ở đây được coi như là tiền thân của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ngày nay ạ. Có lẽ là sự kiện tại căn lán Hà Nưa thì em cũng xin phép được giới thiệu với các anh chị một chút như vậy. Sau đây xin kính mời các anh chị mình dành thời gian để tham quan. Sau đó đoàn sẽ trở lại xe để xuống thăm cây đa tân trào ạ. Vâng, xin